này 364T8 là đình đám ở trên mạng xã hội do anh Cao Thanh Tùng người Bắc Giang là chuyên phục dựng huyền thoại U100 là có lên trên mạng thị trường này. Anh ấy nói về con xe này, nói không tốt về Trung Kiên, nhưng Trung Kiên vẫn tôn trọng anh và nói một câu là em cảm ơn anh Cao Thanh Tùng thông qua cái video này mà em thành nổi tiếng, đã nổi tiếng thành nổi tiếng hơn. Và đây là anh Cường. Anh Cường giống tên anh trai em đấy, anh trai em tên Cường. Anh lên nhầm mẹ Cường với em đấy. Đầu tiên đấy, hôm đấy em đi vắng lên gặp Cường. Em là Trung Kiên Mô Tô, còn anh em là anh Cường. Và đây cũng là anh Cường, anh là người Linh Bình. Và em ngắn tắt lại câu chuyện này là anh Cường có mua chiếc xe này nhà em hôm 21 tháng 3 dương lịch, nhưng anh Tùng lại phốt em cái xe này là 24 tháng 3 dương lịch. Anh em tự tìm hiểu. Còn những người là fan của anh Tùng thì cứ nghe thôi nhá. Thì em hỏi qua anh này, tại sao nguyên nhân gì hôm nay lên đây anh giả lại xe em hay làm sao? Thời nỗi anh giả lại em à? Mang xe này lên để làm tiện, anh mang xe anh lên để làm tem. À không, đấy anh là thằng bạn anh lấy cái xe này anh cầm lên để anh để cho em làm sơ sơ lại cho nó mấy thứ đồ. Okay. Trung Kiên Mô Tô lại chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán và phục dựng huyền thoại Uyên 100. Nếu anh em làm một lướt qua cái video này nhá, chỉ cần nhìn qua là biết là có cái gì hay hay để xem chưa. Lại có việc để nói. Lại có việc để nói thôi. Cái con biển 31 này, 364T8 là đình đám ở trên mạng xã hội do anh Cao Thanh Tùng người Bắc Giang là chuyên phục dựng huyền thoại U100 là có lên trên mạng thị trường này. Anh ấy nói về con xe này, nói không tốt về Trung Kiên, nhưng Trung Kiên vẫn tôn trọng anh và nói một câu là em cảm ơn anh Cao Thanh Tùng thông qua cái video này mà em thành nổi tiếng, đã nổi tiếng thành nổi tiếng hơn. Và đây là anh Cường. Anh Cường giống tên anh trai em đấy, anh trai em tên Cường. Anh lên nhầm mẹ Cường với em đấy. Đầu tiên đấy, hôm đấy em đi vắng lên gặp Cường. Em là Trung Kiên Mô Tô, còn anh em là anh Cường. Và đây cũng là anh Cường, anh là người Linh Bình. Và em ngắn tắt lại câu chuyện này là anh Cường có mua chiếc xe này nhà em hôm 21 tháng 3 dương lịch, nhưng anh Tùng lại phốt em cái xe này là 24 tháng 3 dương lịch. Anh em tự tìm hiểu. Còn những người là fan của anh Tùng thì cứ nghe thôi nhá. Thì em hỏi qua anh này, tại sao nguyên nhân gì hôm nay lên đây anh giả lại xe em hay làm sao? Nỗi anh giả lại em à? Mang xe này lên để làm tiện, anh mang xe anh lên để làm tem. À không, đấy anh là thằng bạn anh lấy cái xe này anh cầm lên để anh để cho em làm sơ sơ lại cho nó mấy thứ đồ. Ok đấy, xe này nó mới lấy có nghĩa là tiện, anh chở luôn đây. Anh không thích bộ tem kia, anh lên anh bảo em dán đây anh cái tem. Đấy, tem nhưng mà này, trước khi dán em nói luôn nhá, bộ tem này giống bộ tem của anh Tĩnh đấy. Không, tem vắt. Nhưng anh mà anh chỉ vì cái bình vít thôi anh vào đúng không? Cái bình này đúng không? Mà không, anh không thích cái tem đấy, anh thích tem này. Anh bảo với bảo nhưng mà nếu mà về nhà sau này bạn bè anh nói là cái biển này không phải tem này thì anh biết cách quan nói. Quan trọng anh thích rồi. Anh không có nào ấy, thích cái tem này thì anh lắp, còn không thích thì sau này ai có nghĩa là quan điểm của em này, xe của anh vào cái gì được quyền của anh đúng quan trọng. Hôm nay nên không phải giả lại xe em là được rồi. không gửi vào Sài Gòn làm lại biển đấy này. À phải gửi Sài Gòn làm lại biển à? Thật thì bộ biển nên gửi vào trong đấy anh làm. Ok thế thì cả trong hai xe. Hôm nay là bao nhiêu, hôm nay 13, thế là khoảng 20 ngày dùng chiếc xe này anh cảm thấy thế nào? Không vấn đề gì, ok. Nếu mà anh mang xe nó thật sự luôn nhá, nếu mà anh không ấy thì anh đã lên, anh không bao giờ anh cầm xe lên để anh làm lại xe. Đúng rồi, nếu anh ghét em thì không phải anh mang xe lên. Không những này mang xe này lên, anh thích bộ tem vắt đúng không? Lại còn mang cả xe của bạn anh lên để vào một số thứ đồ nữa. Đúng rồi. Đấy. Thế thì không biết nói bạn, gì cả. Anh nó mới đấy, nó cũng mới lấy xe thì anh bảo tôi để tôi. Con xe này là của chú bạn anh đúng không? Ừ. Để 4 năm ạ. 4 năm bắt đầu lấy ra, bắt đầu anh với nó lấy ông để lại cho làm đi làm kỷ niệm cho ông, thế là lấy ra bảo thôi vậy thì mày để tao dẫn lên chỗ người em nó bán xe ra chỗ anh em lên làm cho. Thôi ok như này nha anh em nhá. Ở video này em chỉ nói ngắn gọn thôi. Là đầu tiên là chiếc xe này là chiếc xe được gọi là chiếc xe triệu view nhá. Anh Tùng anh chạy quảng cáo của chiếc xe này, vì anh vào kênh anh xem đấy là khoảng gần 1 triệu lượt theo dõi anh ấy. Mấy nghìn bình luận. Tự nhiên lại nổi tiếng nhỉ. Tự dưng nổi tiếng. Tự dưng nổi tiếng, nhưng mà em lại có khuyên này này. Khi mình bóc phốt mà ai, hãy là bóc phốt chuẩn lét. Chứ còn nhiều người trên mạng cái bánh nó lệch này này, đập phát là nó xuôi lại. Cái này tháo con đốc ra là vình này, có gì đâu. Đấy, theo anh nhá, em bán cho anh Tĩnh là 35 triệu 500. Có người cộng 2 triệu trước mặt anh Tĩnh, có cả video nhá. Thì anh Tĩnh mà không bán, xong anh cho cả thợ đến kiểm tra đi thử, ok. Anh còn làm thêm 14 triệu nữa mới là 50 triệu. Đúng không? Làm cái gì giá cả bao nhiêu công khai cũng như anh. Anh làm con xe này đấy bây giờ là vào khoảng 70 triệu rồi. Đấy. Gần 70 triệu. Con xe này anh vào gần 70 triệu. Đấy, gần 70 triệu. Nhưng mà nếu bây giờ mà con anh mang cái Cao Thanh Tùng là anh giết em luôn đấy. Bây giờ anh có tin không? Bây giờ anh Tùng sẵn sàng bỏ ra 50 triệu để mang chiếc xe này lên anh Cao Thanh Tùng. Để anh ấy làm bóc phốt tiếp, anh ở đây nhá. Trung Kiên bán lại cho anh Cường, ở Linh Bình, xong bây giờ lại như này như kia. Đấy nó chuyện vui thôi. Thôi. Con em chỉ mong một câu này này. Nhưng mình cứ như vậy thôi mà. Thì đúng rồi. Thực ra em nói thật anh nhé, quan điểm em đơn giản lắm. Đến bây giờ em còn không hết khách, em có nhận khách đâu anh xem, em có nhận khách dọn đến đâu. Mà không phải hôm nay anh thì cũng em cũng không làm cho anh cái xe này luôn. Nếu hôm nay nhá, thề độc với anh, nếu hôm nay không phải là anh không phải em nhận con xe này.
không bao giờ luôn. Là vì nó quá bận, bây giờ làm tới mất nửa ngày bọn em, nhưng thôi không sao cả. Mặc dù anh mang tiền cho em ấy chứ. Nhưng mà chỉ vì này không, này. Anh cũng bảo là thôi được rồi, để tới anh lên anh bảo em, anh biết là mày ấy, nhưng anh bảo thôi được rồi, okay. Làm bạn rồi đấy, mà anh lên anh nói làm những cái gì nó vào, cần vào những gì làm gì nó tư vấn để mình làm. Ok, cái việc chốt đấy, này anh nhá. Tin tưởng chiếc nhau. Xe này không nói đến nữa. Đúng xong rồi. Đấy vui tí thôi. Và chiếc xe này anh đã ưng chưa? Anh vào thêm đồ mấy thứ đồ đấy và căn chỉnh đấy thì anh đi lại thấy êm ái chưa? Rồi ok. Ok. Còn tất nhiên là tiền nào của ấy thôi. Tiền nào của đấy. Đấy. Thì xe này là thực tế là không phải là mua của em, mà anh mang lên đây để anh em vào đồ cho anh đúng không? Nói chung là thiếu gì chỗ anh làm đâu, nhưng mà anh đã quy mến anh em, em vui. Mang từ ở dưới nhà lên gì cả đi xe. Đánh ô tô mà. Đầu tiên lúc anh đi xe ô tô em khích thử anh mang anh trở lại em xe cơ. hôm đầu tiên anh bảo là mua xe lên bảo em dọn đây đấy. Vâng, nào con này đi ạ. Không, còn con kia, con này không, là xong về bắt đầu với ông kia. Ok. Con này ông ấy bán rồi. Hôm nào mang con nữa lên đây cho em nhé. Hôm nào mang con nữa lên đây. Con hôm quay phim với em đấy. Tiến lên để cho xe lên đi. Tiến lên. Tiến lên cho xe lên đi. Nói vui thế thôi chứ còn nếu bình thường nó thật anh con này nhá. Anh có tin bán tháo đồ rồi bán giá trị nó đã cao rồi. Thế nó thật anh thế. Không, anh toàn vào đồ VIP. Mình để đi thì vào toàn đồ VIP, con xe giống của em nhỉ? Nếu mà để bán thì lệ mình không mất công mất đuổi làm như này. Đúng rồi. Đúng cho không? Lên đi anh em ơi. Thôi cho thế là ok rồi. Đây video thực tế nhất nhá, công khai nhá. Hôm nào em sẽ làm cái video. Hôm nào em sẽ làm cái video tất cả đồ zin đồ lô, em sẽ công khai hết cho anh em để cho anh em thoải mái nhất. Đấy. Nghĩa nó bảo thế thì mình phải làm cái xe sáng nay làm cái xe bán tải để cứ chở cái xe đi, thỉnh thoảng hai thằng chở đi này. Con anh dựng thẳng hay dựng đứng đấy? Dựng đứng. Dựng đứng à? Dựng thẳng tốt hay dựng đứng? Hôm nay anh dựng như nào? Nãy anh dựng đứng. Dựng đứng như này này. Dựng đứng đi. Dựng lên cái này à? Ừ. Sẵn này trơn không? Anh nghĩ dựng nghiêng hay hơn. Dựng nghiêng thì nó cũng được thôi. Hai con dựng đứng quan trọng là anh đi được thì được rồi. Cho con kia lên đi. Các bạn nó có đoạn đường mà. Tôi có đoạn mà. Có cái cắt dây không kia? Với anh dựng kiểu gì anh dựng kia mày à, nghĩa mày lên mày buộc đi kia. Với anh chạy em chạy cứ để cho nãy nó buộc như nào buộc. Nếu mà phải xe thì anh chở ba cái rồi này. Đúng rồi. Mà con này anh bảo vậy xe kia thấy nó chở ba cái rồi này. Xe em chở 4 cái không được. Vậy á? 4 cái từ Sơn La vào đây luôn 4 cái. Không như đi lại đường thẳng đấy không sợ đâu. Cái kéo đấy em ơi. Cái kéo. Em mới quay lại đây để anh ấn tượng con xe này cái. Không em thì không mà nói tục chửi bậy anh yên tâm. Lúc nào bon chuyện nói chuyện vui thôi. Nay gần đây anh cảm ơn anh Tùng một lần nữa. Thu gần lại đẹp trai không? Anh em ơi. 31. Hôm nay chắc mình về ấy đấy. Hôm nay chắc mình về. Hôm nay cả gì anh phải làm xử lý con này. 313648. Con này cực kỳ đình đám nhá. Những anh em nào mà chưa hiểu biết về con xe này thì anh em hãy lên kênh của em hoặc lên kênh của anh Tùng anh em xem nhá. 1 triệu view, gần 1 triệu view. Tức là gần 1 triệu người biết anh em. Hai cái biển này em thấy view đấy mang ở Sài Gòn làm. Với ra tối hôm qua đấy. Hôm nay em bảo sớm em tặng anh luôn. Không biết, nghĩ ở ngoài này nó không ấy. Có. Ở Ninh Bình đây này nó còn ép dày, mảng dày. Ninh Bình nhưng mà bọn ấy nó chưa có miếng nhỏ. Nó đúng có miếng nhỏ là cơ. Nó bảo anh là không có miếng nhỏ, bắt buộc em phải làm. Nhưng nó làm thế này là đẹp rồi. Anh đang bảo về anh tối về anh dán thêm cái miếng ấy vào đây. Đúng rồi, dán đấy được. Cho nó bớt cái đen này đi nhìn được sâu. Nói chung là theo em để cái này được rồi. Biển nó là biển nhỏ đấy. Đấy. Nên là cố tình phải làm to lại. Nhưng mà mình đấy thích nhờ. Mình thích đam mê gửi tứ tận vào trong đấy để làm. Đấy. Nói chung là đam mê vừa bảo bến. Nhưng hôm nay em gặp anh là em lại khôn ra nhiều cái kia rồi đấy. Đấy anh chứ anh em gặp nhau nó mới ra được nhiều chuyện. Đấy. Rõ anh dành trên mạng thị trường đầy người bán chiếc mà xe. Mà mình cũng bán đồ trên mạng ấy nhá. Mình đúng rồi, nhờ. Mình còn học nhiều. Em còn bị lừa, em bảo anh nhớ em bị lừa. Em còn bị lừa cơ mà. Xã hội này thế thôi. Kể nghề của mình vẫn phải học chứ. Đứng gọn vào ô tô đi qua em kìa. Nói chung là khó nói nhưng mà nếu đính tổ ra nhìn nó toàn đồ đẹp khác. Câu chuyện là gì? Zin nhưng không dùng được. Nó khác với zin dùng được. Mà zin dùng được rồi nó còn VIP của VIP nữa cơ. Đấy. Đấy. Con mới không đấy? Mới. Giật cả mình tưởng tôi nhầm. Đây, không phải. Đây, nó cho đầu này cho tem ra ngoài không cho cái thằng tem này này. Thôi. Về anh đảo ra nhá. Anh về anh đảo này. Anh về anh chỉ cần bạn nó đốc này anh đảo. Quay ra đi. Tem ra. Nam này. Dưng em không thấy tem em giật mình em phải kiểm tra lại. Không đến lúc chúng lại cho cái thụt lô vào mang tiếng em. Cái chữ đầu ấy thầy.
đấy. Đúng rồi. Tao bảo lô vào đây chữ đây đây. Không, anh ra tháo này ra mà anh xoay lại ra. Những cái nhỏ nhặt anh ơi, em không thích tính em, không mà thích như thế. Lúc chở xe đến cứ tưởng anh đến anh giả xe giật hết em mình. À, mình ở nghĩa là lên quanh kia ra tưởng mình lên lại đổi xe. Đổi xe. Con này đổi em đã bảo anh em rồi, con này đổi em sẽ treo đúng gác bên luôn em làm kỷ niệm. Cho nó trong công luôn. Sau này nhớ mãi xe này luôn. Nhờ xe này mà mình nổi. Đúng nhờ xe này nổi tiếng rồi, nổi tiếng hơn đấy. Cho nên cuộc đời nhỉ, đi phốt ai phốt nó rõ ràng đi. Vấn đề đây anh mới là người, anh thực ra câu chuyện này anh là người quan trọng nhất. Vì anh là người đích thân mua con xe này. Nhưng phải nói tâm lý anh rất tốt đấy. Đúng không, người ta lên mạng người ta nói con xe này không còn gì để, tức là con xe này tao nói không còn gì để nói nữa. Không còn gì để nói nữa mà anh vẫn mua con này. Không những mua về còn thêm một đống đồ anh em ạ. Thực ra câu chuyện của anh Cao Thanh Tùng là em đã muốn dừng lại rồi chứ. Nhưng mà đấy không thể dừng được. Lại phải lên. Mọi người là fan của anh Tùng cứ lên bảo là anh Tùng làm tốt lắm, có tâm lắm. Không như Trung Kim Ô Tô ở Phủ Lý Hà Nam. Em đọc rõ luôn đấy. Làm thế nọ thế kia thì em xin phép anh em này này. Thực ra này này, em rất muốn làm tốt, được chưa? Em rất muốn làm tốt nhưng quan trọng là cái túi tiền của khách em người ta chỉ có thế thôi. Nhưng ta toàn vào đồ lô là đúng rồi nhá. Còn những anh em bảo em lắm mồm ấy thì anh em xem lại nhá. Em chỉ lắm lời thôi chứ không lắm mồm. Thật okay, mà. Có người lên nói là Trung Kim Ô Tô lắm mồm. Nhà của mình phải nói thì nói nhiều thì không nói thì bảo không nói đúng đấy. Không nói nhiều. Mà nói như thế thì có người có hiểu đâu anh. Kệ. Đấy rồi, nếu anh bảo em là về dỗi vào cái thằng ấy đấy xem nó còn nói chắc chắn luôn. Nó còn nói nhưng nhiều. Mà, nhưng mà em nói là nói từ tương là tự dưng từ bộc phát mình ra thôi chứ không như thì đang bán hàng đang báo giá này cái là nó đúng vào chạm vào kiểu là vào đúng mạch luôn nói là nhưng nói. Mà nhiều người đã nghe em lại cuốn chứ. Cứ cuốn để chờ quay lại. Đấy. Xong liên miên lúc ôi chết rồi đang báo giá lại quên lại liên miên cái chuyện đấy rồi. Em phải học cái chằng này của anh đấy. Đúng là dây này không nên chằng một thụt nhưng thôi sao. Đi ngắn. Vì chằng một thụt. Buộc ở đây luôn. Theo em rồi. Này thôi. Chắc ăn tí thụt mới anh chằng một thụt của anh nhé. Thế vô tình nó kéo phét cong mẹ cái thụt. Đúng không? Nó không kéo. Thụt mới rồi nên không có đổ được. Không, nó đẩy cho anh. Đẩy thụt. Cái lực khỏe chứ. Lực kéo khỏe ấy. Đây sửa đây đúng không? Đúng rồi. Anh cứ nghĩ đi, bây giờ cái lực kéo nó khỏe phát, đẩy một phịch phát nó độ nực đột ngột. Nó thụt. Mà thụt em thụt mới. Đây. Đây đây, đúng không? Không là cách chẳng chưa? Đây cái nghĩa này. Sáng nay đi nghĩa đi bây giờ lên được lời được bao nhiêu rồi? Bao thứ rồi. Bao thứ rồi. Chẳng cho ra ngoài này hay hơn đấy, cũng là cho ra ngoài. Đi chuyến nữa chứ. Chuyến nữa thì từ từ mấy nữa có xe kia đi tiến chuyến nữa. Không mấy nữa, nếu gì là phải đi cái chuyến kia đấy. Nếu em xử lý được vụ này đi chuyến đấy đấy. Đi alo xong rồi em cứ dỗi lúc nào anh đang muốn đi mà. Cái đầu kia. Đi thằng lấy mẹ cái giày em chẳng xong mẹ lâu rồi. Đấy thật từ hôm mà ý viên này anh thằng này đi săn xe đi ở Ninh Bình hơi bị nhờ đấy. Có thằng ở tiệm vàng bán 17 triệu của bạn nó vừa để mãi xong đúng lúc mà vợ này đến nghe thấy đến hỏi thì nó vừa cũng vừa bán xong rồi 17 triệu. Nó để ở nhà mãi nó bán tiệm vàng. Tự nhiên mèo tự xong lại gần nhà cả bọn nó hỏi trong tâm điệp mấy ông bộ đội nữa. Biết đâu được cứ đi có gặp chẳng kiểu sao? Ôi hay nhỉ. Thôi không sao. Đôi khi để cho anh chẳng đây thôi anh em mày chẳng như này thì đây. Nó lại thôi anh ơi đây dập một cái nhau đây một cái anh phải cho đây bên này nó kéo lại đây thì bên này một cái này vào đây đây tôi có hiểu rồi một cái này vào đây thì nó không đẩy lại được vừa thôi nãy thầy thôi anh ơi thôi anh ơi hai cái rằng nhau rồi quan trọng anh đi toàn đường ngon mà chứ nếu không phải đường ngon em chẳng hiểu của em vừa cái đây này tôi khi phải nhìn các anh chàng mình mới biết được này. Đấy. Thôi. Hai cái nó giằng nhau rồi không sao đâu. Nó níu vào nhau. Đi xe khách lơ xe buộc xe cho khách mãi. Em chẳng không phải chẳng này, em chẳng chứ vòng 30 giây xong là xong. Thật, anh thấy em nhàn lắm buộc. Sáng nay anh bảo thấy kia nó chở ba cái, nó chở buộc đi xe nhàn lắm. Xong. Một mình đưa lên xe luôn. Kèo này thơm không? Đấy. Cái video này cũng ý nghĩa đấy. Đây gọi là nhắc lại hoài niệm một trận đi trận về đấy. Thì em bước đi video quay sát lại cái con nổi tiếng này xem nào. Đây nha anh em nhá. Em quay lại đoạn cuối cùng cho anh em hai con xem đây này. Tức là nếu mà anh em mà
Tôi hai anh em không yêu quý em ấy, không mà anh mang chiếc xe đến nhà em dọa, đúng không ạ? Đấy anh em nhìn này, đây nhá, đít cân chưa anh em, cân vuông đét nhá, này vuông đét này, đấy đấy, yên này, vuông góc cạnh này, đấy. Lồ gồ lên này, yên zin gồ lên này, bình xăng này. Bao nhiêu tiền thì bạn đang ở bao nhiêu tiền, cứ bao nhiêu tiền làm xe kia. Ai Nghĩa. Ôi đấy nhá. Đấy em chỉ muốn, vâng đấy, thì tôi bắt tài cái đi về đi đấy, ok anh em ơi, chốt kèo thành công này. Đấy con xe này đình đám như này. Tiếng này nhiều anh em xem video này vẫn chưa biết tại sao em nói có đình đám, anh em tự tìm hiểu nhé, anh em tự tìm hiểu thì nó có cái vui. Còn em nói luôn là cái video này em không thanh minh, không giải thích, mà em chỉ chứng minh thôi là gì, em có video chứng minh chiếc xe này mua nhà em ngày nào, bán ngày nào, có thợ đi kiểm tra mua bao nhiêu, giá cả bao nhiêu, ok. Đấy còn ở đời này có nhân có quả anh em nhá. Đấy người hại không mà chết, chỉ trời hại mới chết thôi, cho biết. Em bắt tay anh, cảm ơn anh Cường nhá. Hôm nào mang nốt cho em nhá. Em cứ dỗi việc kia điện. Hôm nào mang nốt cho em con kia là được. Đấy tình cảm anh em có gì đâu, anh em đang mê win chơi win đâu, anh em chào anh em, cứ tin tưởng ai cứ tin tưởng người đấy thôi, không sao cả, để anh em đến với bất kỳ ai đều là ok hết, nhưng chỉ mong anh em hiểu là đến với nhau đầu tiên thiện chí. Anh về nhá, em xin cái mic. Ok bây giờ đi ăn cơm này. Cơm à. Ok em về nhá. Quan điểm anh em là phải vui vẻ hoan hỉ ấy, mua bán là phải như thế anh em ạ. Đình đám luôn con xe này, VIP luôn. 3648 31 3648. Nhiều người vẫn bảo em là thế tại sao mày nói hay mày không mua lại cho anh Tĩnh đi, thì em bảo rồi, em mua cho anh Tĩnh từ hôm 15, em bán hôm 21 mà anh Tùng bóc phốt em hôm 24 đấy, và hôm nay anh để chỉnh sửa căn chỉnh thêm và mang một chiếc xe lên làm thêm đấy. Đấy khách đã quay lại nhà mình như thế này anh em tự hiểu rồi nhá. Em chào tất cả anh em.